Trước khi chúng tôi xin phép được giới thiệu một cái tình hình tác hợp thế giới theo chương trình của MMM, là việc tắt cửa máy measurement được tiến hành năm 2009 theo chương trình của tổ chức tác hợp thế giới, với số tổng số đến toàn thế giới tham gia là 1.508 người, 130 người. Thế như vậy, cái tần suất tác hợp trên thế giới như chúng ta thấy đó là 44%, và trong số 44% này thì 22% trường hợp mà những người mà tham gia không biết mình là bị tăng áp, và trong số đó là 54,7% là bệnh nhân được điều trị, và chỉ có 57,8% là trường hợp là được kiểm soát mà thôi. Thì tại Việt Nam như thế nào? Ở Việt Nam chúng ta là một cái thành viên của tổ chức tăng áp thế giới, và chúng ta cũng đã hưởng ứng cái chương trình MMM 2019. Và chúng tôi đã tiến hành là 23.307 người lớn trên 18 tuổi ở tại tất cả các cái tỉnh thành ở trong toàn quốc. Thì như vậy, cái tần suất tăng hạng của chúng ta là 43,13%, và trong đó số bệnh nhân mới phát hiện là 47,49%, và rất tiếc có 20,25 là trường hợp không điều trị, và tăng hạng và chưa được kiểm soát là 41,41%. Thì mặc dù do cái đại dịch COVID, nhưng mà ISAC năm 2020 với tình hình cái tần suất tăng hạp phát triển rất là mạnh như vậy, và với cái nguy cơ trên toàn thế giới, ISAC cũng đã tiến hành một cái khuyến cáo mới vào ngày 6 tháng 5 2020. Thì cái nội dung về khuyến cáo bao gồm những cái gì? Cái điểm mới của cái khuyến cáo của ISAC 2020, tức là tổ chức các tăng hạng thế giới, được tiến hành là với cái ước vọng là cái khuyến cáo này sẽ được áp dụng trên toàn cầu và thích hợp cho cả những cái nước đang phát triển và nước phát triển, bằng cách sử dụng hai cái nhóm, một nhóm gọi là essential, tức là thiết yếu, và cái nhóm thứ hai là optimal, là tức là tối ưu để mà chuẩn hóa điều trị. Và cái yêu cầu thứ ba của ISAC đó là kể cả khuyến cáo này ngắn gọn, đơn giản, dễ sử dụng cho các bác sĩ, y tá và cả các cái nhân viên y tế cộng đồng. Thì để thực hiện điều này thì tổ chức tăng hạng thế giới cũng dựa vào các khuyến cáo hiện hành mà chúng ta đã làm quen của châu Âu, đó là ESC và ISAC, và thứ hai nữa là của Hoa Kỳ là ACC và ASA, và của Anh Quốc là NICE. Nhưng mà sử dụng hai khái niệm essential và optimal, tức là thiết yếu và tối ưu, để làm tiêu chí trong chẩn đoán và điều trị theo các cái nguồn mà điều kiện của từng quốc gia có được, thích hợp ở hai khu vực thu nhập cao cũng như là thu nhập thấp. Thế thì cái điểm khác biệt đó là gì? Điểm khác biệt đầu tiên về chẩn đoán là các cái con số, như chúng ta thấy các cái con số ở đây là các con số về chỉ số chẩn đoán huyết áp. Con số chẩn đoán huyết áp năm 2017 là Hoa Kỳ ACC và AHA đã đưa ra một cái chỉ số rất thấp là 138 mới đã được chẩn đoán tăng áp. Tuy vậy, các cái quốc gia khác như vậy, như châu Âu, ISAC, hoặc là của Việt Nam, của NICE, Anh Quốc và tổ chức tăng áp thế giới năm 2020 thì điều chọn cái mức kinh điển là 140-90. Trong đó nếu dựa vào ABPM, tức là chúng ta sử dụng nhạc ban ngày, là 130-80. 135-85, trong cái đó của ACC là ở mức tương đối thấp, và cái phân độ giai đoạn của các tổ chức cũng có sự thay đổi khác biệt. Là ví dụ như của ACC là bây giờ chỉ chia làm hai giai đoạn là 130-80 và đến 140-90, như vậy là ở giai đoạn 2 rồi. Trong cái đó Việt Nam và chúng ta, VSAC và VNA, tức là của Việt Nam cũng như châu Âu và của NICE, vẫn chia làm 3 giai đoạn. Riêng VSAC đã thay đổi, đã rút ngắn cái chẩn đoán về giai đoạn, bây giờ chỉ còn giai đoạn 1 cũng như là giai đoạn 2 mà thôi. Đây là tổng hợp toàn bộ cái chiến lược điều trị tăng hạng thiết yếu và tối ưu của ISAC 2020. Đầu tiên là sau khi được chẩn đoán thì như vậy bắt đầu thay đổi lối sống, tiến thay đổi sống sẽ chia vào hai giai đoạn. Như vậy ISAC sẽ chia làm giai đoạn 140 đến 159 là tâm thu, và 90 đến 99 mm truyền ngưỡng là tâm trương. Còn đối với giai đoạn 2 là như vậy là trên 160-100. Như vậy giai đoạn 2, như vậy sẽ không có giai đoạn 3 nữa. Và trên cơ sở giai đoạn 1 nó sẽ chia làm hai cái khu vực, là khu vực thiết yếu và tối ưu, essential và optimal. Nếu trường hợp essential optimal thì chúng tất cả là chúng ta sẽ điều trị thuốc ngay ở những bệnh nhân mà có nguy cơ cao
hoặc là những bệnh nhân đã có bệnh lý, ví dụ như là bệnh lý tim mạch, bệnh lý thận màng, đái tháo đường, hoặc là tổn thương cơ quan đích do tăng áp. Và trên cơ sở đó, tùy theo điều kiện, nếu điều kiện thiết yếu, tức là điều kiện mà chúng ta còn rất là nhiều cái giới hạn về cái khả năng về thuốc men điều trị ở các nước phát triển, thì chúng ta sẽ điều trị thay đổi lối sống trước, và những thời gian để mà chúng ta được thực hiện đó là 3 đến 6 tháng. Và nếu bệnh nhân không kiểm soát, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành điều trị. Còn nếu trường hợp mà optimal thì như vậy có thể chúng ta có thể điều trị ngay ở những bệnh nhân mà có nguy cơ thấp cho đến nguy cơ trung bình, mặc dù những bệnh nhân đó có thể không có bệnh tim mạch, bệnh thận, vân vân, đái tháo đường. Và thời gian như vậy để cho phép đưa về trị số bình thường cũng là 3 cho đến 6 tháng. Còn nếu ở giai đoạn 2 thì cả essential cũng như optimal, tức là vừa cả thiết yếu vừa cả tối ưu, thì chúng ta có thể điều trị thuộc ngay. Như vậy chúng ta thấy là phải là có một sự thay đổi khá lớn. Về vấn đề phối hợp thuốc thì như thế nào? Thì phối hợp thuốc thì nếu trường hợp là chúng cũng chia làm hai cái nhóm, một nhóm là thiết yếu essential. Nếu essential thì trường sử dụng bất kỳ loại thuốc nào có ở trong quốc gia đó, ở trong cơ sở y tế đó để chúng ta có thể điều trị được. Và nếu tốt thì chúng ta có thể sử dụng cái phương thức là cái viên thuốc kết hợp trong một liều cố định, trong một viên duy nhất. Còn nếu không có điều kiện thì chúng ta có thể sử dụng một cách kết hợp tự do. Và vấn đề thứ hai là về lời tiểu. Thì trong hợp mà nếu trường hợp essential thì chúng ta thấy là thiết yếu, thì cái lời tiểu vẫn cơ bản là nhóm chiazid. Còn nếu nhóm mà có điều kiện thì chúng ta sẽ dùng nhóm tương tự như chiazid. Về phối hợp thuốc thì như vậy, phối hợp thuốc đi theo 4 bước. Và cái lý tưởng của mà cái optimal, tức là cái mà tối ưu, thì chúng ta sẽ sử dụng tăng dưỡng liều dần. Mặc dù như vậy chúng ta tăng liều dần, ở giai đoạn 1 chúng ta kết hợp giữa một là A và C. A là như vậy được tắc trừ ức chế miễn dịch hoặc là chèn thượng thể. Và C như vậy chúng ta sẽ sử dụng các loại như là chèn canxi, mà duro, nhóm duropyridine. Và đến giai đoạn 3 thì như vậy chúng ta sẽ kết hợp 3 kiểm thêm lời tiểu. Và giai đoạn 4 thì như vậy sẽ kèm theo một loại lời tiểu mà giữ kali, tức là spironolactone. Thì như vậy đấy là một cái sự kết hợp thuốc theo các cái bước mà tùy theo mức độ và tùy theo điều kiện hiện hành. Rồi thì cái nhóm chèn beta bây giờ chúng ta sẽ nằm đâu? Chúng cho cả cái essential và cũng như optimal thì chúng thấy cái chèn beta này có thể dùng bất cứ cái giai đoạn nào hết. Nhưng mà tùy theo quả chỉ định, một số bệnh đặc biệt, ví dụ như trường hợp bệnh nhân suy tim, đau thắt ngực, sau nhồi máu cơ tim, rung nhĩ, hoặc là bệnh nhân trẻ tuổi, phụ nữ có thai, thì trong hợp là chúng ta sẽ sử dụng cái nhóm chèn beta trong đối tượng đó. Tổ chức tăng hợp thế giới cũng đưa ra một cái tiêu chí thế nào là một cái loại thuốc mà tăng hợp và là lý tưởng. Thì như vậy, đầu tiên phải là dựa vào y học bằng chứng. Cái tiêu chí thứ hai là sử dụng một lần mà có hiệu quả. Cái thứ ba là giá cả phải chăng. Và cái thứ tư là dung nạp tốt, tức là có tác dụng phụ nhiều. Và cuối cùng là có bằng chứng lợi ích và sử dụng được trong rộng rãi, trong cụ thể. Thì chúng ta thấy những tiêu chí này cũng chứng như là chúng ta sử dụng vaccine trong COVID như vậy. Thì cái ngưỡng để điều trị là như thế nào? Trong điều trị thì có hai cái là cái ngưỡng và cái đích. Cái ngưỡng là cái mức, cái threshold của nó ở ngang mức nào chúng ta bắt đầu điều trị. Thì cái ngưỡng á, đối với trường hợp mà khi đã xác định mà không kiểm soát bằng lối sống thì chúng ta bắt đầu điều trị thông thường ngưỡng đối với là cả chung của y học nói chung cũng như chúng ta là 140-90, và đối trường hợp nguy cơ thấp thì có thể là 160-100. Nhưng mà đối với cái đích của điều trị sử dụng thuốc á, đối với cái lứa tuổi á, thì như vậy cái optimal là chia làm hai cái nhóm khác nhau. Tức là một nhóm dưới 65 tuổi, tức là gọi là trẻ, tương đối tuổi nhỏ, hoặc là trên 65 tuổi là tuổi lớn. Như vậy đối với tuổi dưới 65 thì chúng ta chọn mức là 130-80. Như vậy còn thay đổi. Cái điều này đã được cái tiếp thu cái nghiên cứu Spring của Hoa Kỳ, của ACC. Còn đối với Essential thì không nhất thiết chúng ta dựa vào con số, mà chúng ta làm thế nào chúng ta đạt được cái giảm huyết áp tâm thu là giữa 20 và tâm trương. Như vậy chúng ta thấy là giảm 10 mmHg trên nhân. Vấn đề chọn thuốc để mà chúng ta kết hợp như thế nào thì như vậy, như chúng ta đã đi ở phần đầu. Như vậy đầu tiên là chúng ta optimal là chúng ta phải đạt cho được cái liều đích bằng cách kết hợp tăng dần liều thấp A cộng C, tức là ức chế miễn dịch chèn thượng thể cộng với C là cái ức chế chèn canxi, và sau đó chúng ta tăng liều đầy. Và nếu không đạt được chúng ta sẽ kết hợp lời tiểu, và nếu không đạt được chúng ta sẽ kết hợp thêm về spironolactone, tức là spironolactone, tức là một loại kháng đối steroid. Và cái ưu tiên là chúng ta sử dụng cái viên kết hợp liều có đường, và nhóm sử dụng lời tiểu là chiazid line, ví dụ chúng ta dùng enderpama chẳng hạn. Còn essential thì nếu không có là cái những cái phương thức để điều trị trên, vì ngay bản thân ở Việt Nam chúng ta có nhiều trạm y tế, có nhiều trung tâm y tế hiện nay
cái chỉ có một loại thuốc duy nhất là amlodipine và thậm chí chỉ có captopril chúng thể có các thuốc thể mới, thì trong đó chúng ta vẫn phải sử dụng chứ không còn cách nào khác. Và làm thế nào chúng ta đạt được cái giảm tâm thu là 20 và tâm trương là 10, biết là thực như vậy cũng đạt được cái thiết yếu rồi. Thế thì so sánh tương đương và khác biệt cái giữa các quốc gia như thế nào, thì như vậy chúng ta thấy là đối với châu Âu 2018 họ đưa ra khuyến cáo và 2020 có nhiều điểm tương đồng nhưng mà cũng có những điểm khác biệt mà chúng ta cũng tham khảo. Ví dụ như chúng ta thấy cái đánh giá nguy cơ hoặc là cách sàng lọc, cách chẩn đoán ngay trong chẩn đoán đáng hạt là châu Âu dựa khá nhiều vào cái máy đo hạt lưu động ABPM, nhưng mà đối với ISAC thì họ mềm dẻo hơn đối với những quốc gia mà không có điều kiện, những đơn vị có điều kiện để sử dụng cái huyết áp lưu động hơn 4 giờ thì có thể sử dụng tại các phòng khám làm cơ bản. Chúng ta sử dụng máy đo huyết áp bình thường nhưng máy đo âm rong để chúng ta đánh giá. Và thứ hai nữa về cái thuốc và cái ngưỡng điều trị cũng thay đổi. Nếu đối với ISAC thì chúng ta thấy là phụ thuộc rất là nhiều yếu tố. Và ngược lại đối với ISAC 2020 thì tập trung các cái trường hợp mà độ 2 hoặc là độ 1 có nguy cơ cao để chúng ta có thể điều trị. Đối với điều trị cụ thể thì như thế nào, khởi trị thì như vậy, đối với châu Âu thì như vậy, khởi trị ngay là kết hợp đôi trong một cái viên liều cố định duy nhất và thường thường là AC hoặc là AD, hoặc là trong cái đó đối với ISAC thì như vậy là cũng như vậy. Lý tưởng thì sẽ như là của châu Âu, nhưng mà nếu thiết yếu thì chúng ta có thể kết hợp bất cứ loại nào. Như vậy chúng ta thấy khá thay đổi về cái đích ấy, thì như vậy nếu mà của châu Âu thì phải 140-90 là cơ bản, còn ngược lại của ISAC thì cái tối ưu là 130-80 theo nghiên cứu của Hoa Kỳ, là nghiên cứu Spring đưa xuống đến mức thấp là 130-80. Còn nếu không thì chúng ta có thể giảm xuống 140-90 và sẽ nếu có điều kiện cho giảm giảm tâm thu là 20-10. Như vậy chúng ta thấy cái mức để chúng ta điều trị là khá thay đổi. Đối với của Hoa Kỳ so với của ISAC 2020 thì như thế nào, định nghĩa khác nhau, thể loại cũng khác nhau và ngưỡng điều trị cũng khác nhau. Nó khác với ISAC thì cái khái niệm essential và optimal nó xuyên suốt như một sợi dây đỏ, nó xuyên suốt toàn bộ trong quá trình điều trị. Đây là cái tương đồng khác biệt giữa hai nhóm. Chúng ta thấy bên cái của ISAC bây giờ độ 1 là chỉ có 140-159 và hoặc là 99-99, còn độ 2 là 160-100. Còn ngược lại Hoa Kỳ chỉ có hai giai đoạn, stage 1 và stage 2, như vậy chúng ta thấy là 130-139, 80-89 và stage 2 như vậy trở thành 140-90. Như vậy trên 140-90 chúng ta ở giai đoạn 2 rồi, chúng ta thấy như vậy cũng khá nặng nề. Vì vậy Hoa Kỳ họ rất là mạnh mẽ trong cái đưa cái chỉ số huyết áp xuống và lấy được một cái số điểm là chưa hoàn toàn thống nhất. Còn đối với Việt Nam, chúng ta giữa Hội Tim Mạch Học Việt Nam và cũng như là Hội Tim Mạch của Phân Hội Đáng Học Việt Nam thế nào, thì chúng ta dựa khá nhiều vào cái phương thức điều trị của châu Âu. Như vậy chúng ta bước một chúng ta điều trị là như vậy, đầu tiên ức chế miễn dịch chèn thủ thể, rồi chúng ta sẽ kết hợp một hai loại về chèn canxi hoặc lợi tiện, và bước ba chúng ta kết hợp với bổ thuốc. Và nếu trường hợp mà không đáp ứng thì bắt đầu chúng ta sẽ tham khảo thêm các chuyên gia. Như vậy ở Việt Nam chúng ta là cái tương đối cái phương pháp điều trị chúng ta mềm dẻo, và đây là cái điều trị theo các cái giai đoạn 1, 2, 3 của cái ở Việt Nam chúng ta. Đó là bệnh nhân là cái ngưỡng điều trị chúng ta bắt đầu điều trị là 140-90 ở bệnh nhân trên 18 tuổi, và thứ hai là chúng ta điều trị thay đổi lối sống, và thứ ba chúng ta điều trị theo cái phác đồ tùy theo tình hình cá nhân để chúng ta đánh giá. Nếu cá nhân đó là tác hợp độ 1 và nguy cơ thấp thì chúng ta sẽ chọn một trong năm loại lời thì ức chế biến chuyển chèn thủ thể angiotensin, chèn kinh canxi hoặc là chèn beta. Nếu không đáp ứng chúng ta phối hợp hai loại ức chế biến chuyển hoặc là chèn kinh canxi lời thì, và nếu không đáp ứng chúng ta kết hợp thêm một loại thứ ba, vân vân. Và nếu trường hợp tác hợp đó là kháng gì thì chúng ta lại kháng testosterone hoặc lời thiệu khác, chèn alpha hoặc chèn beta, và nếu không đáp ứng chúng ta tham khảo với chuyên gia. Còn nếu bệnh nhân đó là thuộc nhóm đặc biệt, ví dụ như tác hợp độ 1, độ 2, độ 3, ngay độ 1, 2, 3 nhưng mà nguy cơ là trung bình cao hoặc rất cao, thì như vậy chúng ta dùng ngay hai loại thuốc cùng một lúc. Như vậy đây là một cái điểm mới và đột phá của chúng ta tham khảo của châu Âu cũng như là của Hoa Kỳ. Như vậy ngay từ khi là độ 1 nhưng mà có nguy cơ cao rất cao, ví dụ kết hợp với đái tháo đường, suy thận mạng, thì chúng ta đã kết hợp hai loại thuốc cùng lúc rồi. Và nếu trường hợp mà tác hợp có điều trị bắt buộc ví dụ bệnh mạch vành, thì cái thuốc ưu tiên vẫn là chèn beta ức chế miễn dịch chèn thủ thể và chèn kinh canxi. Còn suy tim của vậy, chúng ta ức chế miễn dịch chèn thủ thể angiotensin, chèn beta, kháng testosterone và nên sử dụng lời địa coi nếu bệnh nhân có tình trạng ưu dịch. Còn đột quỵ thì như vậy cũng ức chế miễn dịch là chèn thủ thể angiotensin kết hợp lời địa,
Còn suy thận mạng cũng khá nhóm, ức chế miễn dịch, giảm thụ thể angiotensin, lợi tiểu và giảm kinh canxi. Còn trong đại tiểu đường, như vậy ức chế miễn dịch, giảm thụ thể angiotensin, giảm kinh canxi và có thể kết hợp thêm lợi tiểu, đặc biệt là nhóm lợi tiểu và tương tự như diazid. Thì như vậy chúng ta thấy cái phác đồ Việt Nam đây là một cái bảng tập hợp tất cả những cái kết quả mà từ trước đến nay chúng ta đã có trong điều trị. Như vậy để kết luận phương này chúng ta xin có ba kết luận như sau. Cái tiếp cận mới của ESA như vậy đưa ra cái khái niệm tối ưu và thiết yếu, phải nói đây là một cái sáng tạo rất lớn của ESA mang tính toàn cầu, đột phá, có thể tiếp cận với tất cả các đối tượng ở bệnh nhân có điều kiện, bệnh nhân có khó khăn hoặc là thu nhập cao, thu nhập thấp, được đang phát triển hoặc là phát triển có thể áp dụng được. Và thứ hai nữa, tuy vậy nó vẫn còn một số khác biệt nhất định đối với Hoa Kỳ, đối với châu Âu và kể cả Việt Nam chúng ta. Tuy vậy Việt Nam chúng ta rất là mềm dẻo, chúng ta sẽ tiếp cận vì do sao chúng ta hiện nay vẫn còn một nơi, còn chỗ chúng ta vẫn đang còn những cái điều kiện vẫn còn khó khăn. Vì vậy những cái khái niệm thiết yếu là một khái niệm vẫn còn thích hợp đối với chúng ta và hy vọng trong thời gian đến thì chúng ta sẽ có tiếp thu điều chỉnh một số điểm để cho thích hợp với khuyến cáo. Chúng tôi xin cảm ơn sự theo dõi quý vị đại biểu và mong gặp lại quý vị đại biểu trong hội nghị tăng áp năm đến tại Cần Thơ vào ngày 8 tháng 5 2011.